Cũng trong chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng với các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu gồm các ông Nguyễn Văn Hùng, Lê Văn Dũng có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Thuận Tây. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo nội dung chính về kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố, tình hình kinh tế xã hội thành phố trong năm 2022 và thông báo nội dung trả lời ý kiến cử tri trong kỳ họp trước đó, bà con cử tri đã bày tỏ băn khoăn, lo lắng khi trận ngập lụt lịch sử vừa qua, một số khu vực tại phường ngập lụt sâu, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đề nghị thành phố quan tâm giải quyết sớm. Cử tri cũng phản ánh tình hình tội phạm đang gia tăng, đề nghị thành phố có biện pháp xử lý mạnh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cử tri cũng quan tâm về chất lượng các kỳ thi lớp 12 hàng năm của thành phố. Chất lượng kỳ thi lớp 12 trong những năm qua so với kết quả mong muốn rất thấp. So với tất cả 63 tỉnh thành như Đà Nẵng, chúng ta xếp vào thứ 44 và 45 của cả nước. Như vậy đây là một vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Kết luận buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chia sẻ với bà con nhân dân thành phố trong 2 năm ảnh hưởng dịch và trận lụt vừa qua và khẳng định thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực có chính sách hỗ trợ bà con. Với 10 ý kiến cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận tiếp thu. Về quản lý đô thị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết trận ngập vừa qua là trận ngập lịch sử rất hiếm khi xảy ra trên địa bàn. Theo đó có 3 nguyên nhân chính là do đúng thời điểm triều cường, mưa quá lớn liên tục tập trung trong một thời điểm, một số nơi hệ thống hạ tầng chưa kết nối, vấn đề nạo vét chưa tốt. Nhưng bà con cũng thấy rằng trừ những khu mà ổng thấp thôi, còn lại những bình thường thì chỉ cần một tiếng rưỡi sau là thoát hết. Nghĩa rằng hệ thống thoát nước của chúng ta cũng cơ bản đáp ứng được các vấn đề thoát nước ở mức độ mà đúng với thiết kế. Thì đây là một cái bài học cho chúng tôi. Và hiện nay chúng tôi đang giao cho các ngành nghiên cứu đầy đủ tất cả những cái phương án để rồi chúng ta có một cái sơ kết tổng kết và đưa ra một cái kịch bản phù hợp cho những cái tình huống tương tự trong thời gian sắp tới. Với những vấn đề đô thị, môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị cần có sự chung tay của người dân, có ý thức bảo vệ để có thể xử lý tốt những vấn đề này.